chúng ta sẽ cùng hồi hộp để cùng lắng nghe âm thanh đầu tiên được phát ra từ siêu phẩm này. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Rất là dũng mãnh và tinh thần. Đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai, players OG, monitor like Kobe, dép lao là của Gucci, gói nằm là Versace, bên ngoài